Tiếp theo chương trình môn học hôm nay là bài Kinh Tương Ưng Bộ, tìm hiểu thuật ngữ Bà La Môn. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Từ Bi điều hợp cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Hòa Thượng Từ Sĩ, đại lễ Chư Tôn Đức Thân chào tất cả các Phật tử. Thưa quý vị, lúc trước chúng tôi có nói một lần là nội dung của Tương Ưng Bộ đó thường tập chú vào một cái chủ đề cho mỗi phẩm, và mỗi phẩm đó thì lại là một cái dịp để chúng ta đào sâu vào một cái thuật ngữ nào đó. Riêng thuật phẩm này thì chúng ta lại có trường hợp đặc biệt là một phẩm có hai tiểu phẩm. Cái tên chung của phẩm là phẩm Bà La Môn, và hai tiểu phẩm đó là tiểu phẩm Cư Sĩ và tiểu phẩm tiểu phẩm A-La-Hán và tiểu phẩm Cư Sĩ. Thì thưa quý vị, trong sổ bài thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau thảo luận về một danh từ mà đặc biệt là phổ thông. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, khi mà chúng tôi và Hòa Thượng Từ Sim chưa xuất gia, ở gần ở nhà của cậu Bà Phu Nhân, cũng là một vị tu sĩ bên Mật Tông đó, cũng là người cậu, mà cậu bên em của bà ngoại đó, thì cậu Ba thường cho đọc những quyển truyện tích Phật giáo của Minh Chiếu, chuyện tích Phật giáo, tích truyện Phật giáo. Thì lần đầu tiên mà chúng tôi nghe nhiều về Bà La Môn, và chúng tôi có cảm nhận rằng trong cái văn hóa Phật giáo thì dường như chúng ta không thể không nói tới, mà chúng ta không thể nói tới mà không đề cập đến từ ngữ Bà La Môn. Mà quá thật vậy, sau này đi xuất gia tu bên Nam Tông, đọc kinh điển Pali, thì càng lúc thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái từ vựng kinh điển mà tất cả người Phật tử mình hiểu chính xác, bởi vì có nhiều cách dùng khác nhau. Hôm nay thưa quý vị, là ngày đảng của Thiền Tọa Pháp Tân. Lẽ ra thì cung thỉnh Thiền Tọa giảng bài kinh đầu tiên, nhưng mà chúng tôi thấy rằng để quý Phật tử có một cái nhìn tinh sát hơn về thuật ngữ Bà La Môn, nên chúng ta sẽ thỉnh Hòa Thượng Từ Siêu để nói một số điều liên quan đến từ vựng này qua phương diện ngôn ngữ. Ngôn ngữ đây chúng ta nói là phạm ngữ, hay là phạm ngữ Pali. Phạm ngữ Sanskrit cũng giống như vậy. Chữ này trong tiếng Phạn, trong tiếng Pali và tiếng Sanskrit thì giống nhau. Và sau cái lời giải thích của Hòa Thượng Từ Siêu trên phương diện ngôn ngữ thì chúng ta sẽ cùng chỉnh Thiền Tọa Pháp Tân và giảng sư của chương trình hôm nay đi vào một số các câu thảo luận, một số các câu hỏi. Và sau những câu hỏi đó thì chư vị giảng sư ở trong room sẽ cùng nhau thảo luận những câu hỏi khác. Bây giờ thì kính bạch Hòa Thượng Từ Siêu, xin thỉnh Hòa Thượng Khoan Nghị chia sẻ với đại chúng ở tại đây là cái phương diện ngôn ngữ đó, thì những cái chữ như là pragma hay là prama rồi pramana, nó mang ý nghĩa là gì, và tại sao đây là một cái từ vựng mà dễ làm cho chúng ta bối rối, dễ làm cho chúng ta lầm lẫn nếu chúng ta không có học được ngữ cảnh của bài kệ hôm nay. Xin thay mặt đại chúng kính cung kính Hòa Thượng Từ Siêu. Anh Đức Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tam Chúng.
Kính bạch Hòa thượng Chánh Đẳng, thượng tọa Tân, cùng chư tu đức có mặt trong rừng, thưa quý vị Phật tử. Lẽ ra thì hôm nay đúng là cái chữ Brahmana cần phải định nghĩa rõ ràng. Thế nhưng cái gì nó hợp thời thì cái đó nó sẽ tốt. Cho nên chúng tôi đề nghị xin phép Hòa thượng Chánh Đẳng cũng như chư tôn đức là chúng ta chỉ nói ở một khía cạnh. Bởi vì sao? Ở trong cái tương ưng Brahmana Sanyuttam ở đây, chữ Bà La Môn này đơn giản chỉ là những người Bà La Môn, những người thuộc giai cấp Bà La Môn thôi. Nó không có liên hệ gì đến một cái ý nghĩa đặc biệt. Mà sau này khi mà chúng ta học kinh Pháp Cú Pali đó, qua cái phẩm gọi là Brahmana Vagga, phẩm Bà La Môn, thì lúc đó chúng ta mới định nghĩa kỹ, mới bàn bạc kỹ. Bởi vì lúc đó chữ Bà La Môn nó có nghĩa khác đi rồi, có nghĩa khác đi rồi, không còn cái nghĩa là đơn, cái nghĩa là người Bà La Môn nữa. Còn ở đây, từ bài kinh thứ nhất cho đến bài kinh thứ 10 ở trong cái phẩm Arahanta Vagga, tức là phẩm A-la-hán đó, thì chỉ đề cập đến, chẳng hạn như bài kinh đầu tiên Thất Năng Cha Ni Sư Tăng lại đề cập đến ông Bà La Môn Phà Ra Đò Chắc Gó Tá, hay là đề cập đến nữ Bà La Môn Thất Năng Cha Ni. Thì Bà La Môn này đi đến Đức Phật, chất vấn Đức Phật về cái này cái kia. Đức Phật lại giải thích cho ông ta nghe, cái ông ta hoan hỷ, ông ta mới đi xuất gia. Mà khi xuất gia xong thì vị đó tự mình đã thắng tri, đã chứng đạt, đã thấy pháp. Sanh đã tận biết, sanh đã tận phẩm, hạnh đã thành, việc đã làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Phà Ra Đờ Chá, tức là vị Bà La Môn đó, đã xuất gia, vị đó đã trở thành vị A-la-hán. Thì như vậy trong suốt thời gian, trong suốt những loạt bài kinh này đó, đều nói về những ông Bà La Môn, những Bà La Môn mà ông đi đến Đức Phật, rồi ông nghe pháp xong rồi ông quan hiển xuất gia và ông trở thành vị A La Hán. Cho nên cái tương ưng Bà La Môn là ở đây là nói đến những giai thoại có liên hệ đến các vị Bà La Môn ở trong xứ. Và vì là phẩm A-la-hán cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng những vị Bà La Môn nó sau khi xuất gia trở thành vị A-la-hán. Cho nên ở chỗ này chúng tôi tạm thời chúng tôi giấu, chúng tôi không có nói lên ý nghĩa chữ Brahmana, mà ý nghĩa đặc biệt được trình bày. Bởi vì trong tương lai chúng ta học đến cái phẩm Pháp Cú Brahmana Vagga, phẩm Bà La Môn, lúc đó chúng ta sẽ có dịp để chúng ta bàn kỹ lưỡng như ở trong cái ý kiến của bài học ngày hôm nay. Trong ở đây, trong bài học ngày hôm nay có cái những cái câu hỏi, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái câu hỏi này như là phạm ngữ Brahma, Brahmana nghĩa là gì, chúng tôi sẽ giải thích chữ này. Nhưng mà chữ bàn môn, phạm chí và lâm môn có thể dùng giống nhau không? Cái câu này hôm nay giải thích được. Nhưng mà những cái câu, những chữ phạm thiên, phạm hạnh, phạm chí có dùng chữ
Brahma. Vậy liên quan thế nào ở câu này để ở chỗ khác chúng ta sẽ giải. Bởi vì giải ngay cái tương ưng Bà La Môn ở trong tương ưng bộ kinh này đó, thì nó sẽ lệch đề, nó sẽ lạc đề. Bà La Môn mang ý nghĩa gì trong văn hóa Ấn thì cái này chúng ta tạm được là chúng ta nói ghi ghê, vân vân. Còn tại sao Đức Phật cũng dùng chữ Bà La Môn chỉ cho những bậc chân tu giải thoát? Quả thật là ở đây trong những bài kinh mà thuộc về tương ưng Brahmana, tương ưng Bà La Môn đó, những bài kinh này hoàn toàn Đức Phật này không có sử dụng đến cái chữ Bà La Môn để chỉ cho bậc A-la-hán, ngài không có chỉ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng những câu hỏi phía sau đó là để dành đặt những câu hỏi trong cái buổi thảo luận của cái phẩm Brahmana Vatgā của kinh Pháp Cú này hơn. Cái đó là chúng tôi xin thành thật và chúng tôi đóng góp ý kiến như thế. Rồi bây giờ trong cái phẩm Bà La Môn này, tại sao gọi là Bà La Môn? Thưa quý vị, ở trong cái tiếng Phạn chữ Brahmana hay là Brahmana, nếu đọc theo người Tích Lan người Ấn Độ thì đọc là Brahmana, còn nếu đọc theo Thái hoặc là theo Campuchia, theo Chư Tăng Campuchia đọc Brahmana thì cũng được, đọc cái gì cũng, nhưng mà khi đọc âm đó thì không biết là cái người Tàu, thật ra chúng tôi nghĩ người Tàu họ không có âm là Bà La Môn đâu, nhưng mà tại vì Tàu âm á, thì đọc nó cại cại, hơi giống tiếng Bali một chút. Nhưng mà khổ nổi khi mà cái chữ Hán mà đem qua bên Việt Nam á, cái người Việt Nam chúng ta âm thành Hán Việt đó, âm Hán Nôm chúng ta lại khác. Có lần đó chúng tôi đi với sư trưởng và thượng giáo đẳng thỉnh sư trưởng với mời chúng tôi đi qua bên Trung Hoa, qua bên Trung Quốc. Thì lúc đó có những cái cô thông dịch viên, cái cô hướng dẫn viên du lịch của người Trung Hoa, cô ta hướng dẫn đi đến mấy cái chỗ cảnh hữu tình có những cái bài thơ Hoàng Nguyệt Lâu rồi đó. Thì cô ta đọc lên 8 câu thơ thơ Đường, thì sư trưởng nghe hơi na ná vậy, sư trưởng phụ họa theo. Sư trưởng phụ họa đọc cái bài thơ, cô ta cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà khi hai người đọc, chúng tôi đứng ở ngoài cách quan, chúng tôi nhìn một người đọc thơ Đường theo cái giọng Tàu, theo giọng Trung Quốc, cũng cái chữ đó, còn sư trưởng thì sư trưởng đọc thơ Đường theo cái giọng của người Việt Nam, cho nên đọc cũng hơi na ná vậy, nhưng mà cái cách phát âm nó khác. Thưa quý vị, chúng tôi lấy thí dụ như chữ Thiên là trời, người Tàu nên đó là thiên chứ không phải là thiên, vậy đó. Cái thí dụ người ta đó là tài có, còn Việt Nam chúng ta thì đại ca, còn sư phụ mình đọc là sư phụ, vậy đó. Nó phiên âm hơi na ná như thế đó. Cũng vậy, cái chữ Brahmana biết Tàu họ âm cái kiểu gì mình không biết, nhưng mà người Việt của chúng ta tiếng âm là Bà La Môn. Cho nên thường thường khi mà chúng tôi viết kinh đó, chúng tôi để ông Bà La Môn, chữ ông rồi chữ bà để chúng tôi không dám viết chữ thường, mà chúng tôi viết chữ hoa để cho khác đi, hoặc chữ Bà La Môn và đi gạch nối để chứ người ta tưởng đâu là hai ông bà La Môn, hai ông bà tên là La Môn. Nghĩa nó kỳ. Cho nên ở đây quý vị, cái chữ đó, chữ Bà La Môn chỉ là phiên âm thôi. Và cái có chữ rác hebram
người Tàu họ không biết là họ đọc chữ R được hay không, nhưng mà thường thường chúng tôi thấy chữ Rahula đó, Rahula, mà hễ người Việt chúng ta âm là La Hầu La, La Hầu La chứ không phải Rahula, 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 La Hầu La. Cho nên chữ chữ Prat Bà Ba, còn chữ Bánh Nát đó thì người ta đọc tóm tắt lại Prat, đọc là môn, là môn. Thí dụ như ở trong người Tạ, người Khmer hay là người Thái, họ cũng đọc chung với nhau như vậy. Thí dụ Devadatta người ta đọc là Devadatta, người ta đọc bỏ cái chữ sau đi, người ta đọc bỏ chữ sau. Cho nên chữ Brahmana, chữ Manna, người ta âm là chữ môn đủ rồi, chứ không phải là Manna. Người ta không có âm là Môn Á. Cũng như chữ Samana, dịch là Samu, âm là Samu, chứ không có ba ba âm tiết. Chữ Brahmana, người ta chỉ cần hai âm là Bà La Môn được rồi, chứ người ta không còn muốn âm. Thì bây giờ đó, cái gọi là Bà La Môn là một trong bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Cái giai cấp thứ nhất gọi là Khách Đi Giác, đọc âm là Sát Đế Lị, là giai cấp quý tộc, hoàng tộc, giai cấp của những người họ thống trị quốc độ, cai trị quốc độ. Còn giai cấp thứ hai gọi là Brahmana, là giai cấp Bà La Môn, do cái chữ Brahma nó phối hợp với tiếp thị ngữ mắt, chữ nát, chữ nát n chấm ở chữ nát nên chấm dưới, chữ nát là một cái dấu hiệu tiếp thị ngữ ghép vào một danh từ gì để chỉ cho dòng họ con cháu. Thí dụ như Mokkala là cái họ Mokkala, mà con cháu của dòng họ Mokkala thì gọi là Mokkalana. Chữ nát hay chữ anát ở đây đó là chỉ cho con cháu. Cho nên ngài Xá Lợi, ngài Mục Liên đó, ngài thuộc về con của Bà La Môn Mokkala, cho nên mới gọi Mokkalana, mà chúng ta đọc âm là Mục Kiền Liên. Hoặc là chữ Samana là Samôn, thì Samanera, chữ Nera ở đây cũng như chữ Ná vậy đó, là con của vị Samôn, là ấm chỉ cho vị Sayi. Cái tiếng Bali nó ngộ lắm thưa quý vị, chỉ cần thêm cái tiếp được ngữ ở phía sau đó là chỉ cho nghề nghiệp của người đó, hoặc là chỉ cho cái danh tánh của người đó, cái dòng dõi của người đó, vân vân. Thành ra ở đây chữ Brahma là Phạm Thiên, mà họ tự xưng họ là hậu duệ của Phạm Thiên, là con cháu do Phạm Thiên sanh ra, cho nên nó thêm chữ nát ở phía sau gọi là Brahmana. Thì họ Brahmana đọc âm là Bà La Môn. Thì chúng ta học sắp tới đây là có những bài kinh là nói về những ông Bà La Môn đó đó. Bà La Môn bên Ấn Độ họ có một cái đạo, họ thuộc giai cấp thứ hai của xã hội Ấn Độ bây giờ, nhưng mà họ chuyên về nghi lễ tôn giáo. Họ chuyên về nghi lễ tôn giáo, mà xưa kia các vị vua chúa, vị dòng hoàng tộc ở trong quốc độ vào cái thời mà cái văn hóa tâm linh nó mạnh đó, người ta không có khuynh hướng vật chất, cho nên vua
quan ở trong triều đình á, là họ thiên nặng về cái vấn đề nghi thức tế lễ. Thì cái nghi thức tế lễ, tế tự đó là do các vị tu sĩ thuộc về Bà La Môn họ làm ra. Nhưng mà tu sĩ, cái dòng Bà La Môn nó cũng có hai loại. Một là các vị Bà La Môn Sa Môn, tức là những vị Bà La Môn mà họ có hình thức tu sĩ. Còn hai là Bà La Môn gia chủ, hay gia chủ Bà La Môn, Sa Môn Bà La Môn. Cho nên có hai hạng. Cái hạng mà Sa Môn Bà La Môn đó, tức là cái vị Bà La Môn, dòng dõi Bà La Môn, nhưng mà họ xuất gia thành Sa Môn, thành một vị tu sĩ, thì họ chuyên chăm lo cái việc mà tế tự, tế đàn, hoặc là dạy cho thanh niên Bà La Môn cư sĩ để họ học. Sau này ai muốn tu, muốn xuất gia thành Sa Môn thì xuất gia, còn mà không thì họ có đời sống gia đình, có vợ, có chồng, nhưng mà họ cũng thờ, họ thờ phượng theo cái đạo Bà La Môn. Cho nên Bà La Môn lúc đó, giai cấp Bà La Môn chia có hai: một là Sa Môn Bà La Môn, hai là gia chủ Bà La Môn. Gia chủ tức là những người dòng dõi Bà La Môn mà họ còn có tài sản, có ruộng đất, có nhà cửa, có vợ, có con, họ còn phải làm việc cho triều đình, làm quan cho vua, làm đại thần cho vua, vô bất. Thì đó, chúng ta học tới đây chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp đó. Chúng ta cần phải phân biệt như vậy. Cho nên nói tóm lại là trong cái phạm vi chữ Bà La Môn ở trong Brahmana Sanyutta là tương ưng Bà La Môn ở đây là những vị Bà La Môn thuộc dòng dõi Bà La Môn gia chủ, hay là những Bà La Môn xuất gia nhưng mà họ đến gặp Đức Phật, rồi họ nghe pháp, rồi họ xuất gia cải đạo theo Đức Phật và họ chứng A-la-hán. Cho nên những cái bài kinh đó gọi là phẩm A-la-hán. Còn những, còn cái phẩm Upasaka là những vị Bà La Môn như Bà La Môn Kassipa-ra-do-cha, là Bà La Môn cày ruộng, Bà La Môn gia chủ mà có ruộng đất. Khi mà Đức Phật đi ngang qua thì ông ta nói rằng Ngài khỏe mạnh như vậy, Sa Môn khỏe mạnh như vậy, tại sao không cày ruộng để mà sống, lại thì phải đi khất thực. Thì Đức Phật nói Ngài có làm ruộng chứ, cái Ngài mới giải thích cho ông ta nghe cách làm ruộng của Ngài. Thì lúc bây giờ ông Bà La Môn Kassipa-ra-do-cha, Kassi là thợ cày, ông ta nghe xong ông ta phát tâm hoan hỷ tính thành, và ông ta quy y Tam Bảo trở thành Upasaka, trở thành cận sự nam trong Phật giáo. Cho nên cái phẩm đó được gọi là Upasaka hoặc gác, là cái phẩm cận sự nam. Cận sự nam là do những ông Bà La Môn đó, ông nghe Đức Phật thuyết pháp, ông quy y Tam Bảo, ông trở thành những cận sự nam. Còn 10 bài kinh đầu á, là do những ông Bà La Môn đó đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, ông xin xuất gia thành tỳ kheo và chứng A-la-hán. Cho nên những bài kinh đó mới gom vô một phẩm gọi là Arahanta Quát Gá, tức là phẩm A-la-hán. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là tại sao đã tương bộ kinh tương ưng Bà La Môn mà lại có A-la-hán trong này, lại có năm cư sĩ trong này. Chúng ta phải hiểu tận nguồn gốc của những cái bài kinh đó thì chúng ta sẽ thấy biết. Thì chúng tôi xin có một vài lời chia sẻ với quý vị trong cái ý nghĩa này. Và bây giờ thì có lẽ là xin thỉnh và Thượng Chất Đẳng trở lại điều họp Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trân Hòa Thượng Tuệ Sư với lời giảng giải vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân xin Thượng Tọa giảng về những điểm ở trong bài học ngày hôm nay mà Thượng Tọa đã lựa chọn. Xin thay mặt đại chính chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Dạ xin hỏi thưa Thọ Tân. Dạ xin kính thưa Thọ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mạ Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Đại Đức Tề Đức cũng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây cái bài học hôm nay nó có nhiều một loạt câu hỏi. Chúng tôi chọn cái câu hỏi gọi là tại sao giáo pháp của Phật đó lại cũng có khi được gọi đó là phạm hạnh Brahmacharya. Vì trong giáo pháp có phải là một nhánh của Bà La Môn giáo hay không? Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng thường chúng ta đọc ở đặc biệt là đọc ở trong kinh điển Bali có nhiều cái câu Phật ngôn, những cái đoạn Phật ngôn mà chúng ta nghe được ví dụ như là cái con đường phạm hạnh, con đường phạm hạnh. Hay hoặc là có một cái đoạn kinh đó là khi mà Đức Phật này dạy cho nói đến Bà La Môn Paradocha đó. Này Paradocha, ở đây trong một số vị sa môn Bà La Môn đôi khi các pháp từ trước chưa từng được chứng, chưa từng được chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận mình về căn bản của phạm hạnh đã chứng đạt ngay trong hiện tại thượng trí và cứu cánh mỹ ngạn. Trong thượng trí ta là một trong những người ấy, những vị ấy. Thì qua cái câu đó đó thì chúng tôi muốn nói rằng là đôi khi ở trong giáo pháp của Đức Phật được ví như là một cái con đường phạm hạnh. Bởi vì ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ đó thì chữ phạm hạnh ở đây là cái chữ Brahmacharya, chữ Brahma mà như chúng ta đã nói rằng phạm thiên hay là phạm Bà La Môn phiên âm đó. Rồi chữ Chariya ở đây chỉ cho cái chữ hạnh, tức là các cái công hạnh, các cái hạnh tu, các cái công hạnh của một cái người tu để đạt đến cái quả vị tối thượng. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái từ mà Brahmacharya là cái từ được sử dụng như là một cái từ quen thuộc. Bởi vì đối với người Ấn Độ ngày xưa đó thì người ta thường biết đến như là Phạm Thiên hay là Bà La Môn. Do vậy thì theo cái suy nghĩ của chúng tôi đó thì cái đường người ta cứ nghĩ, người ta nghĩ rằng là vị Phạm Thiên là một vị trời cao cả theo tín ngưỡng của họ, và một người Bà La Môn mà như khi nãy Hòa Thượng Tề Siêu đã nói đó, có hai hạng. Một cái hạng tu sĩ để mà xuất gia sống cuộc đời cúng tế để làm cái công việc tế lễ của đạo Bà La Môn ngày xưa. Hạng thứ hai đó là chỉ cho những người thuộc dòng dõi Bà La Môn, mặc dù họ là những người cư sĩ, những người đời bình thường, nhưng mà là do họ sanh trong cái dòng dõi Bà La Môn. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái từ phạm hạnh á, là để xài cho cái gọi là quen thuộc. Bởi trong cái, thì chúng tôi nghĩ là trong cái văn hóa của Ấn Độ thì Đức Phật thì Ngài là người Ấn, cho nên là Ngài có thể nói là sử dụng ở trong cái từ mà ngôn ngữ Bali đó. Thì phạm hạnh như là một cái từ được nghe như là sự gần gũi.
Và hơn nữa đó là những cái con đường mình nghĩ như là một con đường tu vậy đó, hay nói rằng có một cái, hay nói rằng là cái con đường tu mà để đạt đến cái cứu cảnh của phạm hạnh trong Phật pháp đó, thì chúng ta biết đó là đôi khi được chỉ cho cái giáo pháp này, được chỉ cho cái giáo pháp này, giáo pháp này được chỉ cho là cái con đường phạm hạnh. Ví dụ như mình tu đó, ở trong Phật giáo thì nói đến giáo pháp của Đức Phật thì rất là nhiều. Ví dụ như nói rằng con đường phạm hạnh được chỉ cho giới, định và tuệ. Cái người tu cũng phải cần trải qua. Hay là ở trong Kinh Tương Ưng có một cái đoạn khi mà Phật nói rằng là dạy rằng là tất cả đều xuôi về 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 Biển Đông, thì cái người mà tu tập nương vào Bát Chánh Đạo để xuôi vào Thánh Đạo, xuôi đạo vào ở trong cái con đường giải thoát, xuôi vào nước bạn. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái con đường phạm hạnh này thì chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì sự thật ra thì Đức Phật ngài sanh ra tại Ấn Độ, và cái đạo truyền thống của người Ấn Độ xưa kia đó thì đó là đạo Bà La Môn. Từ trước khi mà Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài ra đời rồi ngài thành đạo ở tại đó, cho nên là ngài đã sử dụng cái từ giống như chúng ta nói là cái từ phạm hạnh hay là phạm thiên để nói đến cái gì mà cao cả trong quan niệm tín ngưỡng của người đạo Bà La Môn, người Ấn Độ thời bấy giờ. Và khi mà Đức Phật ngài là một vị giác ngộ, một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì khi mà ngài ra đời, ngài giáo hóa độ đời đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái ngôn ngữ đó thì Đức Phật ngài cũng sử dụng để nghe đó, nó trở thành một cái gần gũi. Và cái gì đó người ta hiểu đó là một cái sự cao cả khi nói đến cái con đường phạm hạnh này. Khi nói đến con đường phạm hạnh này, bây giờ nói rằng cái người tu ở trong Phật pháp đó thì phải nói rằng là nương tựa vào vào con đường phạm hạnh để thẳng tiến đến Niết Bàn. Thì để ra tu đó, để hướng đến cái đạo lộ giải thoát đó, thì trước tiên chúng ta hiểu rằng giống như nói rằng Bát Chánh Đạo là con đường đưa đến cái sự giải thoát. Thì hay hoặc là nói rằng Đạo Đế là con đường để dẫn đến cái sự giải thoát, giống như là bốn sự thật mà Đức Phật ngài đã trình bày, ngài đã giảng dạy ở trong cái bài kinh gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Khi chúng ta nghe giảng về tứ đế, nghe biết biết về tứ đế khổ, tập, diệt, đạo, thì cái khổ là cái hiện khởi ở trong đời sống này, nó là một sự thật, đó là một sự thật. Cho nên rằng cái khổ này là cái gì đó mà chúng ta phải nhận biết đấy đó, nhận biết. Có khi đó là ở trong cái thường đó, là ở trong cái hoàn cảnh này đó mà người ta ít có nhận ra ở trong cái khổ. Nhưng mà rồi đó, Đức Phật ngài nói cái khổ là cái mà cần phải biết, pháp mà cần phải biết. Bởi vì mình không có biết khổ thì không có nhàm chán, không có ly tham được, mà phải biết nhận được cái khổ. Mà nhận cái khổ không phải là sự nhận biết cái khổ không phải là sự bi quan, sự yếm thế, sự bi lụy ở trong cuộc đời này, mà là nhận biết cái bản chất thật của nó, đó là sự khổ. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật ngài muốn nói, muốn là dạy rằng là muốn thoát khổ đó thì phải diệt cái mầm mống
mỏng mỏng mà dẫn đến cái khổ đau. Trong kinh chúng ta nghe rằng là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, chấp thủ năm quẩn là khổ. Thì cái khổ đó nó nhiều, nó gọi là nhiều trạng thái khác nhau, muôn hình muôn trạng, nó rất là nhiều. Như vậy thì khi mà nói rằng cái nguyên nhân đưa đến khổ đó là chính là cái tập đế hay là cái tham ái ở trong cuộc đời này, chính cái tham ái nó đã dẫn đến cái khổ sầu này. Bởi vì tham ái đó là sự tầm cầu, sự tìm kiếm, sự truy tầm, và chính cái tham ái đó là để tạo nên cho cái đời sống tiếp tục, cho cái đời sống luân hồi mãi mãi. Và như vậy đó thì ở bên cạnh đó thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rằng là chỉ có khi nào chúng ta chấm dứt được tham ái, chúng ta chấm dứt được phiền não, chúng ta đoạn trừ được cái tham ái này đó, thì cái căn nhân để tạo nên cái đời sống luân hồi, tạo nên cái sự khổ nó không còn nữa, đó là tịch tịnh của sự niết bàn. Nhưng mà rồi nói con đường đạo đế hay con đường phạm hạnh này chính là chỉ cho cái con đường mà Đức Phật ngày thường giảng, thường giảng dạy. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ cái giáo pháp á đưa đến cái sự giải thoát, giáo pháp mà Đức Phật ngày dạy đó là đưa đến cái sự giải thoát. Tùy vào mỗi người để thực hành. Thí dụ như chúng ta biết rằng là có những sự giải thoát khác nhau, có những giải thoát tạm thời, rồi có những sự giải thoát vĩnh viễn. Chúng ta có những sự giải thoát như vậy thì cái con đường phạm hạnh này đó là đối với lại các bậc thánh đó, thì các ngài đã trải qua hay là các ngài đang trải qua. Thì đối với những cái người mà phàm phu á thì muốn được sự giải thoát đó, tức là thực hành cái con đường phạm hạnh hay nói là đạo đế, hay giáo pháp của Đức Phật, lời dạy Đức Phật á, có một cái điều đó là Đức Phật ngài nói Như Lai ra đời chỉ dạy hai điều, một là nêu lên sự khổ, hai là nói đến cái sự chấm dứt, đoạn trừ khổ. Như vậy thì nêu lên sự khổ tức là cái bản chất của nó là sự khổ, hay là nói trong hai cái đế đầu, hai cái sự thật đầu đó là khổ và tập. Bởi vì có nguyên nhân đưa đến khổ, rồi sự khổ nó hiện khởi trong đời sống này, và sự chấm dứt khổ chính là niết bàn. Nhưng mà để chấm dứt được, để mà chứng đắc được niết bàn mà chúng ta được biết ở trong tứ đế đó, thì là diệt đế là pháp mà cần phải thành, để cho thành tựu, làm sao cho thành tựu hay làm sao để được chứng đắc. Nhưng mà đạo đế là pháp để thực hành, pháp để thực hành mà chúng ta được nghe là giáo pháp của Đức Phật như là một giáo pháp của Đức Phật là một cái con đường phạm hạnh, phạm hạnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đời sống của các cái bậc xuất gia cũng vậy. Đối với các bậc thánh thì các ngài trở thành những bậc thánh thiện, còn đối với những cái người phàm phu đó, những cái người phàm phu mà thực hành giới, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì cũng có nghĩa là đang thực hành theo cái con đường phạm hạnh này. Hiểu trong một nghĩa nào đó thì có nghĩa là mình thực hành giới, tức là làm sao để sống một cuộc đời sống đó là tránh xa các cái việc ác. Tránh xa cái việc ác. Cái việc ác này đó nó bao gồm cả cái thân hành động ác. Thân hành động ác thường là chúng ta nói là thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh gì đó, hay hoặc là thân hành động ác ở đây đó là tuyệt đối không có làm cái sự tổn thương hay sự đau khổ về bất cứ một cái sinh loại nào, từ ở trong một cái điều mà một cái vị hành giả tu tập đó cần phải tránh xa, có nghĩa là
thân không làm ác, rồi khẩu không có nói những lời ác. Đó. Bởi vì cái suy nghĩ của mình, rồi cái lời nói của mình nói ra mà nói những cái lời ác á, thì có nghĩa là cái tâm suy nghĩ những cái điều tâm suy nghĩ bởi vì cái dục hay là cái hận hay là cái hại, cho nên là mới thốt ra những cái lời nói ác được, thốt ra những cái lời nói ác. Và vì vậy cho nên là khi nói đến cái đường tu đó, là Phật dạy rằng hãy tránh xa các cái nghiệp ác. Bởi vì nghiệp ác cả thân, khẩu và ý. Cái thân của mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà khẩu của mình là không có nói dối, không có nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời phù phiếm vô ích. Bởi vì cái khẩu của mình, lời nói của mình, nó cũng là một cửa nghiệp. Và cái cửa nghiệp này, nếu với cái tâm bất thiện thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Mà cái người tu á, để mà tạo ra cái nghiệp thiện, nghiệp mà để luân hồi á, thì mình cũng phải cần phải dứt bỏ nữa. Chứ đừng nói tới cái việc mà chúng ta lại tạo cái nghiệp bất thiện. Tạo cái nghiệp bất thiện thì sanh vào khổ cảnh. Nhưng mà tạo cái nghiệp thiện á, mà chưa có chấm dứt được cái căn nhân sanh tử luân hồi, tức là tham ái hay là vô minh á, thì chúng ta vẫn còn phải luân hồi mãi mãi. Luân hồi mãi mãi. Như vậy thì ở đây, khi nói đến cái con đường phạm hạnh được ví giáo pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta biết rằng tránh xa các nghiệp ác là để chi? Thứ nhất là để không có bị cái nghiệp báo khổ ở trong tương lai cũng như là ở hiện tại. Thứ hai là để không có cái sự làm cho cái tâm của mình được thanh tản, không có bị nhơ bẩn, để rồi dọn dẹp cho cái tâm của mình dễ dàng đi đến việc thực hành một cách an tịnh ở nội tâm. An tịnh ở nội tâm. Bởi vì sao? Ở đây không làm các việc ác thì có nghĩa là thân không làm các việc ác, rồi lời nói không nói những cái lời nói ác, rồi cái tâm của mình là không suy nghĩ ác, tức là suy nghĩ đến cái tham dục mà chúng ta được nói như là bởi dục tư duy, bởi cái dục tư duy hay là bởi tham, bởi tham, hay nghĩ đến cái hận tư duy, tức là cái sự sân hận ở trong lòng, rồi cái sự não hại tổn thương với sinh loài. Như vậy thì ở đây đó là thân không làm ác, mà thân không làm ác để chi? Để cái tâm được dễ dàng đi đến cái sự an tịnh, dẫn đến cái sự an tịnh. Cái người tu đó được có thể nói rằng là mình tránh xa các cái nghiệp ác, nhưng mà rồi đó là mình thực hiện các cái hạnh lành, các hạnh lành. Như chúng ta đọc ở trong Kinh Pháp Cú có một cái câu là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Như vậy thì cái người tu á, con đường phạm hạnh này đó, để mà, bởi vì chúng ta hiểu rằng quả vị thánh nhân cũng là do thực hành cái con đường phạm hạnh này. Và Đức Phật á, chư Phật ba đời thì các ngài cũng thực hiện cái con đường phạm hạnh này. Bởi vì sao? Con đường này được xem như là con đường cổ xưa mà chư Phật quá khứ cũng đã đi qua, chư Phật hiện tại cũng đã đi qua, và chư Phật tương lai đó thì các ngài cũng sẽ đi qua, cũng sẽ đi qua, để mà đạt được cái con đường phạm hạnh này đó, để là niết bàn, lại thoát khổ đó, thì đòi hỏi một vị hành giả ở trong Phật giáo là cần phải trải qua, cần phải thực hành, cần phải trải nghiệm về những cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở trong cái lời dạy của ngài, đó là ta gọi chung đó là giáo pháp. Bây giờ là khi mà nói rằng là mình tránh xa các việc ác, tức là cái giới của một cái người tu, mình có ngăn ngừa,
có ngăn ngừa. Bởi vì chúng ta biết rằng chính giới làm cho cái giới nó ngăn chặn những cái hành vi tội lỗi, và nó làm cho cái sự an tịnh từ nội tâm, dễ dàng an tịnh từ nội tâm. Và giới là được ví như là một cái hàng rào để ngăn ngừa những cái tội lỗi hay những cái hành vi bất thiện nào đó. Như vậy thì thứ hai nữa đó là mình thực hiện các cái hạnh lành ở trong đời sống. Quý vị thấy rằng là nhiều khi nói rằng mình thực hiện thực hành cái hạnh lành. Cái hạnh lành thì nói rất là nhiều, nói rất là nhiều, từ cái việc bố thí cúng dường rồi trì giới, hay hoặc là cung kính, hay là phục vụ, hay là ngay cả cái việc mà mình phát triển đời sống nội tâm của mình bằng phương pháp thiền tập đó, bằng phương pháp thiền tập. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng là chúng ta mãi mê ở trong cái đời sống luân hồi này, và chính cái luân hồi này đó làm cho mỗi chúng sanh phải bị khổ lụy. Bởi vì cái sự quân tập, hay là cái sự tập nhiễm, chúng ta gọi là cái sự tập nhiễm từ vô lượng kiếp về những cái pháp bất thiện. Cho nên là chúng ta suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, ở trong một cái trạng thái là cái tâm nó phóng dật, cái tâm không thuộc định tĩnh, không có định tĩnh. Và khi mà cái tâm không có định tĩnh á, thì nghĩ đến những cái điều bất thiện nó dễ lắm. Tư duy về những cái bất thiện, tư duy về tham, tư duy về dục, tư duy về tham, tư duy về sân hận, hay là tư duy về não hại đó, thì cái tư duy đó nó dễ lắm. Đối với một cái người phàm phu thì cái việc đó nó dễ lắm. Nhưng mà muốn được an tịnh á, thì giới phải được thanh tịnh. Giới như là một hàng rào để ngăn ngừa những cái hành vi tội lỗi, nhưng mà giới cũng là làm cho cái tâm của mình không có cái sự hối hận, không có cái sự hối tiếc ở trong đời sống. Và kế tiếp nữa đó là làm sao để đạt được định. Chúng ta thấy ở trong các cái vị vào thời kỳ Đức Phật, có những vị đạo sĩ như là Alara Kalama, hay hoặc là đạo sĩ Uddaka Ramaputta, tức là hai vị đạo sĩ này là hai vị chứng hai cái tầng thiền vô sắc rất là cao, một vị chứng phi phi tưởng xứ và một vị chứng vô sở hữu xứ. Thì ở trong hai cái vị này đó là hai vị đạo sĩ cũng đã từng một thời Đức Bồ Tát đã đến để cầu học đến hai vị này. Đến hai vị này để cầu học, nhưng mà cuối cùng thì Đức Bồ Tát Ngài cũng đã đạt được những cái trình độ nội tâm giống như hai cái vị đạo sĩ này. Và Ngài đã, mặc dù là hai vị đạo sĩ này đã kêu Ngài ở lại để cùng nhau tu tập, để hướng dẫn cho những cái người hậu học đó, nhưng mà rồi đó thì Đức Bồ Tát Ngài cũng không có chấp nhận ở lại chỗ đó, và Ngài tiếp tục để Ngài ra đi, để Ngài tiếp tục hành đạo, để tìm cái con đường giải thoát. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái đời sống nội tâm nó rất là quan trọng. Thì các cái tầng thiền mà cần trải qua đó, thì như chúng ta được biết đó, Phật, ngoài Phật giáo chúng ta thì các cái vị ẩn sĩ ngày xưa đó cũng có thể là chứng thiền sắc giới hoặc là chứng thiền vô sắc giới. Bởi vì các vị đó, cái việc mà tu tập để chứng thiền đó, chứng thiền bốn thiền sắc giới hay là bốn thiền vô sắc, các vị đó có thực hành và có thành tựu để trở thành những cái vị ẩn sĩ. Nhưng mà cái đó cũng chỉ đạt được một cái sự giải thoát mà chúng ta được hiểu như là cái tâm đạt được cái sự an tịnh, hay là cái tâm vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của các cái pháp triền cái đó. Cho nên được gọi là tâm giải thoát.
được gọi là có cái tâm giải thoát. Nhưng mà giải thoát đó nó vẫn còn có cái giới hạn. Thì ở đây đó, ở trong cái sự tu tập đó, mình bước tới một bước thứ hai mà chúng ta được nghe đó, đó là cái đời sống định tâm, mà đặc biệt là gọi là định. Định, định ở đây đó là chúng ta có thể nói rằng định là một cái trạng thái tâm ly được các cái dục phiền não, ra ly được các dục, ly được các cái pháp trói buộc đó. Cho nên là nhờ cái định này mà các vị ấy thành tựu được các cái chi thiền, thành tựu được các cái chi thiền. Khi mà thành tựu được các cái chi thiền như vậy đó, thì các vị ấy trở thành những cái vị ẩn sĩ, trở thành những cái vị mà chứng đắc được thiền, chứng đắc được thiền. Thì cái tâm thật sự là có được cái sự an tịnh, thật sự là có được cái sự an tịnh. Do có cái sự an tịnh đó, đó mới loại bỏ được, dẹp bỏ được bớt những cái gọi là pháp triền cái. Cái pháp triền cái, bởi vì các cái pháp triền cái là những cái pháp trói buộc, trói buộc từ nội tâm. Và những cái vị này đắc định, những cái vị đắc định này chúng ta đọc ở trong kinh á, là có thể là có những vị đắc sơ thiền, rồi những vị đắc nhị thiền, rồi những vị đắc được tam thiền, tứ thiền. Đặc biệt là trong trong pháp và luật này á, tức là trong giáo pháp của Đức Phật á, có những vị thánh đắc định, những vị thánh đắc định. Thì cái định đó, đó đã một phần á, là để rồi đó là thanh lọc được những cái phiền não. Để chúng ta biết rằng ở trong cái nội tâm á, nó là trạng thái của cái sự phóng dật. Chúng ta bị che ngăn ở trong năm cái triền cái che ngăn, năm cái pháp triền cái, đó là tham dục cái, rồi sân độc cái, rồi trạo hối cái, rồi hôn trầm cái, rồi tham dục cái. Tức là những cái pháp đó là những cái pháp che ngăn. Bởi vì ở đây đó chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó là mình ngồi thiền mà mình không có minh định rõ ràng, trong một cái trạng thái buồn ngủ, trong một cái trạng thái giả dụi mệt mỏi, trong một cái trạng thái mà nó lờ mờ, làm chúng ta không minh định được, tức là không tập trung vào một cái đề mục được. Bởi vì chỉ có những lúc mà chúng ta thức tỉnh, chúng ta tỉnh táo, thì chúng ta mới minh định được, nhận định được, tập trung cái tâm của mình vào ở trong một cái đề mục được. Thì cái đó cũng là một cái pháp che ngăn. Rồi ở đây đó là nói đến cái trạo cử cũng vậy. Tức là trạng thái lo sợ phập phồng, lo âu cái này, lo âu cái nọ, đó là một trong những cái trạng thái của trạo cử. Khi mà cái tâm của mình á, nó có một cái điều gì đó, nó làm cho cái tâm của mình nó không được yên ổn. Thí dụ như chúng ta biết rằng có khi là mình lo cái này, sợ cái nọ, nghĩ cái kia. Và khi mà mình có lo cái này, sợ cái kia, nghĩ cái nọ đó, thì cái tâm của mình không có thể an định được, không có thể an tịnh được. Đó là cũng một trong những cái sự trở ngại. Rồi cái tâm tham của mình á, dính mắc, cái tâm của mình nó dính mắc ở trong sắc tinh nương vị xúc. Quý vị thấy rằng đó là nhiều khi mình ngồi thiền, rồi mình nghĩ tưởng đến cái này, nghĩ tưởng đến cái kia, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Tuy là như vậy, nhưng mà rồi đó là mình nghĩ tưởng đến những điều đó thì tâm cũng không an tịnh được. Không an tịnh được. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó trở thành những cái mà người ta gọi là sự miếng mồi ưa thích ở trong đó. Nhưng mà khi mà một người 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 chứng thiền đó thì cũng có cái khả năng để dẹp bỏ những cái điều đó, dẹp bỏ những cái sự tích tú ham thích ở trong sắc tinh nương vị xúc. Rồi có một cái trạng thái ở nội tâm đó, là quý vị biết rằng là ở đây cái trạng thái mà chúng ta phân vân lưỡng lự, tức là một trạng thái hoài nghi đó. Hoài nghi ở đây đó, chúng ta nói một điều đó
là nó giống như ngay cái việc mà chúng ta hành đạo, chúng ta lại có những cái sự nghi nan ở trong cái pháp mà chính bản thân chúng ta thực hành. Có những cái điều mà chúng ta nghi để chúng ta tìm hiểu, chúng ta mở mang lên thêm, học hỏi, tìm hiểu, mở mang lên thêm. Nhưng mà có những cái nghi nó là một cái trạng thái để cho cái tâm chúng ta phân vân lưỡng lự, không có quyết định trong cái sự tu tập của mình. Đó là trạng thái nghi. Nhưng vậy thì cái nghi này đó, nó cũng là sự trở ngại. Trở ngại một khi chúng ta không tiến đến, mà chúng ta lại lững chững, nó cũng không biết là cái nghi này nó trạng đi con đường nào để đi, là cứ đứng lừng chừng hoài, cũng không biết là mình sẽ đi hướng nào. Nó làm cho mình dậm chân tại chỗ, và thậm chí là bị lùi sụt đi chỗ khác. Đó là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà áp chế được các cái triền cái, tức là sự hoài nghi, đặc biệt là đối với cái tham dục được loại trừ, hôn trầm được loại trừ, trảo cử được loại trừ, rồi cái sân hận được loại trừ, thì cái đó đó là nhờ cái định tâm. Mà đối với bậc thánh á, thì các ngài cũng từ ở cái định tâm đó, mà định tâm của các bậc thánh thì các ngài nhờ cái định tâm đó và cái tuệ giác của các ngài, cho nên cái trí tuệ sanh khởi lên để cắt trừ những cái phiền não, đoạn trừ những cái phiền não. Chúng ta biết là phiền não là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Biết bao nhiêu cái sự tập nhiễm. Thường thường đó là chúng ta thấy rằng là mình tụng kinh, tụng kinh, nhiều khi mình tụng kinh là Y đăng qua ta mê bun nhăn a sa quắc kha gia quá hăng hô tú anagate ca lê. Giống như là do nguyện cái phước báo mà con xin làm ở đây đó, xin cho con dứt trừ những cái sự ô nhiễm, hay là nói cách khác là dứt trừ được lậu hoặc, a sa quắc kha vô, tức là dứt trừ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Bởi vì những cái phiền não đó nó là chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Mà phần lớn thì chúng ta biết rằng trong kinh cũng có nói đó, là làm sao là tận diệt được cái phiền não. Mà phiền não để tạo nên cái đời sống luân hồi này đó, đó chính là vô minh, đó chính là cái tha mái, đó là chính là tha mái. Bởi vì do cái vô minh, do cái tha mái, cho nên là dẫn đến cái sự chấp thủ. Chấp thủ liên quan đến dục thủ, liên quan đến kiến thủ, liên quan đến cái giới cấm thủ, hay hoặc là liên quan đến cái ngã chấp thủ. Vì vậy cho nên là tạo nên cái đời sống luân hồi này nó dài lắm. Như vậy thì ở đây đó, cái con đường phạm hạnh, tức là chỉ cho cái con đường mà các bậc thánh đi qua, hay nói là giáo pháp của Đức Phật. Thì bởi vì các cái vị mà muốn được giải thoát đó thì cũng phải thực hành cái con đường phạm hạnh này, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái công phu tu tập đó rất là dày công, cần phải trải qua rất là nhiều cái công phu, không phải chỉ có một kiếp này mà vô lượng kiếp. Cái người mà họ, các bậc thánh mà các vị đó được giác ngộ thành Phật đó, là trở thành bậc tinh văn á, thì các vị đó cũng trải qua rất là nhiều với cái thời gian, nhiều kiếp để công phu tu tập. Cho nên cái kiếp này á, kiếp hiện tại này mà có những vị đó nghe cái lời pháp của Đức Phật, sau cái lời pháp của Đức Phật đó thì các vị đó giác ngộ. Thì cái giác ngộ mà chúng ta thấy đó, thì các ngài không phải chỉ có nghe mà giác ngộ được đâu, mà vô lượng kiếp các ngài đã có công phu tu tập rất là nhiều, tức là thực hành cái con đường phạm hạnh này, nên là có khi là nghe thời pháp xong rồi chứng quả A-la-hán, có chứng quả tu Đà-quờn,
hoặc là chứng quả tam quả, vân vân, thì cũng tùy vào mỗi vị. Như vậy thì cái công phu tu tập nó rất là dày dặn, rất là nhiều, rất là nhiều cái công phu tu tập như vậy. Rồi bây giờ là chúng ta thấy rằng là nói đến cái tuệ giác, tức là chỉ có cái trí tuệ mới có thể rằng có cái khả năng để cắt đứt phiền não. Bởi vì phiền não là cái chất liệu để tạo nên luân hồi này. Chúng ta có cái luân hồi này, có thân ngũ quẩn này là cái quả của luân hồi. Do cái nhân của luân hồi đó là phiền não, do cái nhân của luân hồi đó là nghiệp mà chúng ta tạo. Vì chúng ta có tạo tác cho nên là chúng ta có sự hiện hữu ở trong tam giới này. Mà cái tu tập á, là để đạt được sự giải thoát. Mà cái con đường phạm hạnh này, giáo pháp Đức Phật được ví dụ như là phạm hạnh á, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái điều rất là quan trọng khi mà một vị hành giả tu tập. Và khi mà có cái tuệ giác của một bậc thánh, tức là cái tuệ mà chúng ta hiểu ở đây tại trí đạo của một bậc thánh đạo thánh quả, tức là bậc Tu Đà Quần hay là Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc là A La Hán, thì các ngài phải có những cái trí tuệ đó sanh khởi lên, mà cái tuệ mới có khả năng để cắt đứt những phiền não. Còn không có cắt đứt được phiền não thì vẫn còn luân hồi, vẫn còn phải khổ đau. Và cái người được tu tập ở đây, giáo pháp của Đức Phật được ví như con đường phạm hạnh. Bởi vì sao? Chỉ nêu lên sự khổ và con đường đưa chính, nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Mà muốn chấm dứt được khổ đó thì phải thực hành cái con đường phạm hạnh này. Đó là thực hành giáo pháp của Đức Phật. Mà thực hành giáo pháp của Đức Phật đó là không làm các nghiệp ác, là giữ giới, giới được trong sạch. Rồi thực hành các cái hạnh lành, tức là tâm được an tịnh, và giữ tâm ý trong sạch, tức là chỉ cho cái tuệ giác của một bậc thánh. Chỉ khi nào mà giới định tuệ được viên mãn, chúng ta được nghe ở trong kinh đó, là bậc Tu Đà Quần đó, là bậc mà thành tựu về giới, viên mãn về giới. Bậc A Na Hàm là bậc viên mãn về định. Rồi bậc A La Hán là bậc viên mãn về tuệ. Như vậy thì nhìn lại suốt tiến trình đạo lộ giải thoát này, hay con đường phạm hạnh này đó, là giới, định và tuệ mà các bậc thánh các ngài đã đi qua. Và chúng ta hiểu rằng trong giáo pháp của Đức Phật đó, là đối với những người đang tu tập đây, đang tu tập ở đây. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một lần nọ, khi ngài A Nan thưa với Đức Phật đó, bạch Đức Thế Tôn, con nửa con đường phạm hạnh này đó chính là nhờ thân cận bạn lành. Thì Đức Phật ngài mới dạy này, không phải như vậy, mà toàn bộ con đường phạm hạnh này chính là nhờ thân cận bạn lành. Thì cái chữ bạn lành ở đây đó, thì chúng tôi hiểu rằng là không phải chỉ có hiểu trong cái nghĩa đen là mình gần gũi với những người bạn đồng tu không. Dạ. Tức là những người bạn đồng giới, đồng niềm tin, đồng trí tuệ tu tập không. Mà ở đây đó là bạn lành ở đây đó có nghĩa là mình gần gũi với thiện pháp này, mình gắn bó với thiện pháp này. Như trong kinh nói là vị tỷ kheo thích pháp, mến pháp, tâm tư niệm chánh pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp, là vậy. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy vậy. Cho nên là mình quan hỷ, mình mến, mình thích, mình quan hỷ, mình thực hành, rồi cái tâm của mình gắn liền với giáo pháp của Đức Phật, gắn liền với giáo pháp đó. Tức là đi đứng nằm ngồi, đời sống tu tập đó, là bất cứ lúc nào mình cũng gắn cái tâm của mình vào trong cái việc mà thực hành cái con đường phạm hạnh này, tức là thực hành giới, cái con đường đưa đến sự giải thoát, tức là giới, định và tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là giáo pháp Đức Phật được ví như cái con đường phạm hạnh. Mà ở đây nói rằng là có phải là một nhánh của Bà La Môn giáo hay không đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đối với Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là một bậc giác ngộ hoàn toàn,
Nếu mà mình nói là toàn cõi Ấn Độ xưa tới nay đó, thì Đức Phật á, là một vị vượt ra khỏi cái sinh tử luân hồi, mà vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của mà ở thế gian người ta thường nói rằng những vị này là phạm hạnh như thế này, phạm hạnh như thế nọ đó. Thì Đức Phật ngài là một cái bậc mà vị chánh đẳng chánh giác, là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật hiểu rõ những điều đó, và dĩ nhiên là Đức Phật là một bậc giác ngộ giáo pháp này, chứ không phải là một cái chi nhánh nào của Bà La Môn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái từ phạm hạnh được xài để cho nó gần gũi với trong cái văn hóa của Ấn Độ, để rồi người nghe dễ dàng nghe rồi chấp nhận dễ hiểu hơn. Và Đức Phật được sử dụng cái con đường phạm hạnh này, tức là chỉ cho con đường thánh đạo, con đường đưa đến thánh đạo, hay là mình nói là đạo đế, để hướng đến cái quả vị giải thoát trong tương lai, đó là Niết Bàn, đó là Niết Bàn. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ cái ý nghĩ ở trong cái câu hỏi, cái câu đầu tiên mà chúng tôi chọn, đó là cái câu gọi là giáo pháp của chư Phật có khi được gọi là phạm hạnh, Brahmacharya. Vậy ở trong giáo pháp có phải là một nhánh của Bà La Môn giáo không á? Thì chúng tôi xin thưa là không phải. Đối với Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, ngài định nghĩa và ngài giảng dạy giáo pháp của Đức Phật như là một tiến trình đưa đến cái đạo lộ giải thoát ở trong tương lai là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Bây giờ thì con kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Chúng tôi không thấy tín hiệu của Hòa Thượng Giác Đẳng. Dạ, con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Kính thỉnh Thầy Tòa Pháp Tân với Pháp Thoại vừa rồi. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay có một điều rất là vui, nghĩa ra là một điều rất là thú vị, là trong cái phần mở đầu của Hòa Thượng Tự Siêu đó, thì Hòa Thượng có cái đề nghị là bài học này chỉ giảng phần thôi, còn một phần còn lại thì quý vị chịu khó chờ cho đến khi mà môn Bali Pháp Cú giảng tới phẩm Bà La Môn thì chúng ta sẽ học. Nhưng mà chúng tôi thì rất là thương quý Phật tử, chúng tôi quý vị dài cổ, tại vì mà thường giảng một ngày chỉ một bài thôi, và phẩm Bà La Môn thì nằm ở cuối giáo trình, thành ra chắc lâu lắm thôi. Thì đúng ra thì tới phẩm Bà La Môn mà chúng ta nghe thì chúng ta mới nghe mới thấm đó, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ nghe trước thì không có sao hết. Thật tình mà nói đó thì nếu quý vị nào nhớ một bài kinh ở trong phẩm Phạm Thiên đó, có đề cập đến một vị Phật trong quá khứ. Cánh Đức Thế Tôn chúng ta năm vị Phật đó là Phật Sĩ Khi. Ngài có một vị thượng thủ tinh văn là Apipu. Và Ngài đã gọi vị thượng thủ tinh văn này là Bà La Môn hay là Này Phạm Chí. Chúng ta hãy lên cõi Phạm Thiên. Này Phạm Chí, chúng ta hãy chữ Pháp, đó là bản dịch của chúng tôi. Nhưng mà cũng là chữ, đó cũng là chữ Bà La Môn, thưa quý vị. Nên hôm nay thì chúng ta nói về Bà La Môn thì cũng không đến nỗi
Dạ, cũng không đến nỗi. Thì có lẽ không cần nhắc nhiều. Ở đây thì chúng tôi thưa quý vị rằng điều này chúng tôi đã nói trong rất là nhiều bài học trước, đặc biệt là trong lớp Phạn ngữ đó, là người Trung Hoa khi mà dịch kinh Phật á, thì người ta thì thường làm một việc, đó là những cái từ vựng nào mà cảm thấy rằng khó có thể tìm một chữ hoàn toàn tương đương hay là không lột hết ý nghĩa đó, thì người ta hay làm một việc đó là âm. Dạ, âm sang, rồi cái chữ âm đó sẽ được giảng giải, ví dụ như chữ bát nhã, chúng ta cũng thể dịch là trí tuệ, nhưng mà trong kinh điển Phật giáo Đại thừa thì chữ bát nhã nó còn nhiều hơn trí tuệ nữa, nên người ta không có dịch là trí tuệ, cũng có nhưng mà người ta vẫn giữ là chữ bát nhã. Hay là chữ Phật Đà, chữ Buddha, Phật Đà nó là đến giác ngộ thì cũng được, nhưng mà rồi người ta cảm thấy nó không, nó giác ngộ, đến giác ngộ thì cũng không hết, nên là họ mới âm là Phật Đà, dịch là giác giả, nhưng mà thực ra họ lấy chữ âm là Phật Đà. Thì như vậy chúng ta không lạ gì khi mà người Trung Hoa, các nhà dịch thuật Trung Hoa đó, đã lựa chọn một cái cách là âm chữ Bà La Môn thay vì dịch, mặc dù có cái dịch đó. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi phải nói thêm một điểm là người ta có nhiều cái cách âm chữ Bà La Môn, như chúng tôi có liệt kê ở đây một số đó. Là chữ đầu tiên mà chúng ta nghe rất là phổ thông là chữ Bà La Môn, và chữ này thì Hòa Thượng Từ Siêu đã giảng rồi. Chữ Bà La đó, nó từ chữ Bờ Ra, thay vì đọc là Bờ Ra và Ha Prak thì đọc là Bờ La. Và chữ Môn là do hai cái âm ghép lại là Mã Nát. Đúng là chúng ta đọc Bờ Bờ Brahmana, Bờ Brahmana, thì họ đọc tắt là Brahmana, Brahmon. Dạ, thành ra Bà La Môn. Dạ, chữ Bi âm là Bờ, Bà, rồi chữ Ra âm là La, rồi chữ Mana âm là Môn. Nhưng mà đôi khi người ta cũng dịch là, người ta cũng âm tắt, thí dụ như chữ Prak thay vì đọc là Bà La, họ âm là Bàn. Dạ, thành ra chúng ta có chữ Bàn Môn. Dạ, Bàn Môn. Và chữ Bàn Môn khi mà sang tiếng Việt đó, thưa quý vị, thì nó lại mang một cái ý nghĩa gọi là tà đạo. Ngày xưa thì chữ chữ Bàn Môn á, cũng là âm chữ Bà La Môn, nhưng mà chỉ là ý nghĩa là một người ngoại đạo thôi, nhưng mà chúng ta có chữ Bàn Môn tà đạo. Dạ, Bàn Môn là chỉ cho đạo ta vại, hay đạo Bà La Môn, và tả đạo ở trong chữ xưa của chúng ta gọi là đạo Thiên Chúa. Dạ, có một thời kỳ đất nước Việt Nam có cái tên là Bài Bác Thiên Chúa Giáo, nhà vua thành ra họ gọi là Bình Tây Sát Đả, tức là đánh giặc Pháp mà giết người theo đạo Thiên Chúa, Bình Tây Sát Đả. Có dịp thì chúng tôi sẽ dùng đến chữ đả, nhưng mà Bàn Môn tả đạo trong tiếng Việt Nam chúng ta đó là chỉ đạo Bà La Môn và đạo Thiên Chúa ra, thì chỉ Bàn Môn tả đạo chỉ cho những cái đạo mà gọi là tà đạo. Dạ, như tà đạo. Và chữ Brahm á, còn có cái âm rất là phổ thông, và cái âm này lâu ngày chúng ta lại quên bẵng đi, chúng ta nghĩ nó là chữ nhưng mà thật sự nó là âm, đó là chữ Brahm, đọc tắt là chữ Brahm á. Đọc mà thường thường quý vị về bên Thái Lan hay là Campuchia đó, thí dụ như có những vị, có một vị tu sĩ rất là nổi tiếng, đệ tử ngài Chánh Sa ở bên bên Úc, bây giờ gọi là Ajahn Brahm. Ajahn Brahm là lấy từ chữ Brahma, thì chữ Brahma chúng ta âm là Phạm. Dạ, Phạm như là Phạm Chí, Phạm Hạnh, Phạm Thiên, chữ Phạm. Thì đó, chữ Phạm hay là chữ Bàn hay chữ Bà La Môn, Bàn Môn, Bà La Môn hay là Phạm, thì đều là chữ âm của chữ Brahma. Dạ. Và như vậy đó, ít nhất là có ba cái tiếng âm
từ cái chữ prak hay là chữ pram mà ra. Cái này là quý Phật tử nên lưu ý. Thì nguyên nghĩa của chữ pram á, có nghĩa là thanh tịnh. Dạ, thanh tịnh. Thí dụ như nói Phạm Thiên, chỉ cho những cái vị mà sanh ra do cái phước của năng lực thiền định, như hồi chứng thiền, sắc giới, vô sắc giới, sanh về cõi Phạm Thiên, sắc giới, vô sắc giới. Thành ra các vị đó gọi là Phạm Thiên. Trong lúc đó, chư thiên ở cõi dục giới đó, thì dựa trên phước báo như bố thí, trì giới, vân vân. Nhưng mà chư thiên ở cõi sắc giới, vô sắc giới, sanh ra cho năng lực thiền định. Và năng lực thiền định là cái gì? Rất là tinh túy, rất là trong sạch của đời sống nội tâm. Yeah. Và chữ chữ Brahm, và chữ Brahma còn có một cái còn có ý nghĩa khác là sự thanh tịnh. Và chữ Brahm này đó thì chúng ta có cái chữ gọi là Brahmacharya, gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh là chữ âm, nửa dịch. Dịch là chữ chariya, dịch là hạnh. Và chữ này cũng có thể dịch là tịnh hạnh. Tịnh hạnh tức là hạnh trong sạch, tức là một cái đời sống tu tập. Thường là brahmacharya là một đời sống thúc liễm thân tâm, đời sống thanh tịnh. Nhưng mà chỉ cho đời sống xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và cái chữ Brahmacharya ở trong tiếng chữ Phạm Hạnh á, ở trong tiếng ở trong chữ ngôn ngữ Ấn Độ chỉ cho hai ý nghĩa. Một á là một đời sống thanh tịnh, không gia đình. Và thứ hai chỉ đặc biệt là chỉ cho một người từ bỏ cái quan hệ nhục dục hay là quan hệ xác thịt giữa nam và nữ. Và Brahmacharya cũng như chúng ta đọc về biên nào đọc về tự truyện Gandhi đó, thì khi thắng Gandhi ở cái tuổi nào đó, thắng Gandhi quyết định làm một việc, đó là không có gần gũi với người vợ của mình. Thì thời gian đó trong buổi tự truyện nó nói rất nhiều cái chữ là chữ Brahmacharya. Dạ, Brahmacharya. Thành ra nếu quý vị sang Ấn Độ ngày nay đó, thì chữ Brahmacharya đó mang cái ý nghĩa là một người sống không có quan hệ xác thịt, không có quan hệ nam nữ. Không có quan hệ xác thực. Thì trong cái giới bắt quan trai của chúng ta có chữ Abramacharya là không có trược hạnh. Dạ, yeah, cũng mang cái ý nghĩa tương tự. Trong Phật giáo mình cũng có chữ này nha. Dạ, yeah. Nhưng mà chữ Abramacharya ngoài ý nghĩa là không có quan hệ dục dục, còn có nghĩa là đời sống xuất gia. Và Abramacharya còn có nghĩa là giáo pháp của một vị Phật. Giống như trong cái thời Phạm Hạnh của Đức Phật Sikhi, hay thời Phạm Hạnh của Đức Phật Vipassi, thời Phạm Hạnh của Đức Phật Ca Diếp, thì còn chỉ cho thì giáo pháp. Chúng ta nên có một cái nhìn rất là rộng, rất là thoáng về chữ này. Và chữ này có cái ý nghĩa đặc biệt ở trong cái nền văn hóa và đạo học của Ấn Độ. Không ai học văn hóa Ấn Độ, không ai học tiếng Phạn mà không được biết chữ này. Và cái chữ Brahm á, chữ Brahm nó là thanh tịnh, trong sạch toàn hảo. Thì chữ Brahm này còn có một cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với Ấn Độ. Mà về phương diện này á, thì người Ấn họ có vẻ xem ra họ đi trước nhiều cái nền tôn giáo trên thế giới. Đó là chữ này chỉ cho Thượng Đế. Những tôn giáo mang tính thờ ngã đó, đặc biệt là ba cái tôn giáo lớn của Trung Đông mà có ảnh hưởng nhiều nơi trên thế giới, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đó, khi nói về Thượng Đế đó, thì đều chú trọng ở một chỗ là đấng toàn năng, tối thắng, sáng tạo chủ. Và đấng toàn năng này họ chú trọng về cái quyền lực cao, gọi là the king of the kings, là vua của các vị vua. Và Thượng Đế là chủ thể, là đấng toàn năng, là người có quyền sanh sát, có quyền ban phước tha tội. Nhưng người Ấn Độ đó thì họ không có quan niệm Thượng Đế như vậy, mà họ quan niệm Thượng Đế một cách rất là rộng. Nhưng mà chữ Thượng Đế Brahma
hay là thượng đế Brahma là một trong ba thượng đế, thì thượng đế này là chuyên về sáng tạo, tạo ra trời đất. Nhưng mà trong cái chữ Brahma nghĩa là vị, một vị thanh tịnh tối thượng, một vị tối thượng, vị thanh tịnh, tức là thanh tịnh tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối thượng đế Brahma. Thì như vậy chữ Brahma, chữ Brahma mà chúng ta dịch là Phạm á, mà chữ, từ chữ này có chữ Phạm Thiên, và từ chữ Phạm Thiên lại có một cái ý nghĩa liên quan đến thượng đế. Và chữ Brahma cũng chỉ cho ngã ở cái mức độ gọi là chân ngã. Và khi chúng ta học triết học Ấn Độ đó, thì triết học Ấn Độ gọi thượng đế là một đại ngã, và mỗi một chúng sinh trong đời này là một linh căn. Và cái linh căn thì cái linh căn là một tiểu ngã. Và trong một cách nào đó đó, cái con đường tu tập, một con đường siêu thoát, một con đường gọi là đạt đến cứu cánh đó, là tiểu ngã trở về hội nhập với đại ngã. Thành ra cái chữ Brahma ngoài cái nghĩa thượng đế còn có nghĩa là chân ngã. Chân ngã gồm có đại ngã và tiểu ngã. Thì ở đây nó là một khía cạnh đi xa hơn trên phương diện thuần về triết học. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại nói thêm một chuyện tương đối rất là phức tạp, rất là tế nhị. Đó là trên phương diện nhân chủng học đó. Thì khi người Dravidian, tức là những người thổ dân của vùng Ấn Hà, và nói chung là người Ấn đó, họ bị những người Aryan đến xâm lăng, thì người Aryan đã thiết lập một cái hệ thống tính lý về tôn giáo. Và cái hệ thống tính lý tôn giáo này gắn liền với cái giai tầng của xã hội. Một cái trường hợp rất là đặc biệt, ở trong lịch sử tôn giáo thế giới thì chỉ có hai tôn giáo mà tính lý gắn liền với chủng tộc, đó là Do Thái giáo. Do Thái giáo là người Do Thái, là người mà được Chúa lựa chọn. Còn người Ấn Độ thì họ tin rằng những người Bà La Môn là con sanh ra từ miệng vì Bà La Môn. Trong cái chữ sanh ra từ miệng vì Bà La Môn nó gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là họ tin rằng cái vị tổ của vị Bà La Môn á, vị tổ và Môn Môn, tức là Đức Phạm Thiên, và sanh ra con của ngài là gọi là, chúng ta cảm là gọi là con ruột đi, còn những giai cấp khác là con ghẻ, thí dụ vậy đó. Nhưng mà sanh ra từ miệng Bà La Môn. Nhưng mà trong cái thành ngữ của người Ấn Độ, sanh ra từ miệng Bà La Môn tức là người đó là một cái người được chân truyền, người đó là người được thừa hưởng gia tài giống như Đông Cung Thái Tử với vị vua, và người đó là cái người học, và cái người học ra gọi là được truyền tâm ấn, được kế thừa cái sự nghiệp. Ví dụ ngày Mục Kiền Liên, ngày nói rằng nếu nói một cách không sai lầm á, thì tôi chính là người con sanh ra từ miệng của Đức Thế Tôn, và sanh từ miệng Đức Thế Tôn. Hay là Thánh Ni Pachapati Uttami đó, là di mẫu trên phương diện máu mủ, nhưng mà lại người sanh ra từ miệng Đức Thế Tôn, là tại được Thế Tôn khai thị và chứng đạo quả. Thành ra cái chữ người Ấn Độ họ tin rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp là con của Phạm Thiên, kế thừa cái lời dạy của Phạm Thiên. Và giai cấp Bà La Môn trong ý nghĩa thuần túy cổ xưa đó là những người mà chú trọng về đời sống đạo giáo, chú trọng về đời sống tinh thần, và đã có những vị Bà La Môn trác việt có những thành tựu rất lớn, chứng thiền, chứng đạo, chứng quả. Và những vị này là những vị duy trì được một cái nền đạo học mà ghi trong Tam Phệ Đà. Hầu hết những cái vị gọi là tinh thông Tam Phệ Đà đều là vị Bà La Môn. Thật ra thì chúng tôi chưa bao giờ thấy ở trong kinh tạng mà ghi rằng có một vị nào mà tinh thông Tam Phệ Đà mà không thuộc về giai cấp Bà La Môn. Tại vì Bà La Môn được xem như là cái người gìn giữ, duy trì, phát triển, phổ biến, hướng dẫn về Thánh Điển Phệ Đà, tức là một cái cơ sở nền tảng tính lý của Bà La Môn giáo. Dạ quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ quý vị chờ chút.
xin lỗi quý vị. Thì thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta nói về về cái giai cấp Bà La Môn đó, thì giai cấp Bà La Môn là một giai cấp đặc biệt, không tìm thấy ở trong bất cứ một cái xã hội, một nền văn hóa nào. Tại vì họ là một thành phần mà liên hệ một cách rất là mật thiết liên quan đến tôn giáo, liên quan đến xã hội. Và đặc biệt là chúng ta nói đến một cái một phương diện rất là tế nhị đó, là họ lại là một cái giai cấp có vẻ giống như là gần như được xác lập trên cái đời sống về về tinh thần. Từ những vị Bà La Môn, chúng ta nghe thỉnh thoảng Đức Phật ngài dạy về những vị Bà La Môn cổ xưa. Những thời xa xưa có những Bà La Môn khả kính, họ đã từng hành pháp này pháp kia, và ngày nay đó thì những cái thế hệ thừa kế đó đã bị pha lẫn, không còn thực hành cái nền tảng nguyên nguyên. Và thật ra nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển Phật giáo, như là kinh điển như là kinh Phạm Võng chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng cái tính lý của Bà La Môn giáo, những giáo thuyết của họ đó, không đơn thuần dựa lên trên sự suy luận, mà nó lại dựa trên sự tu chứng. Tu chứng ở đây là thiền, tu chứng ở đây là nhớ lại kiếp quá khứ. Thí dụ một người chứng thiền, nhớ lại kiếp quá khứ, và họ nhớ rằng họ đã từng sanh vào trong một cõi Phạm Thiên, và khi họ sanh vào, họ đã thấy vị đại Phạm Thiên có mặt ở tại đó. Và khi họ mất đi thì vị đại Phạm Thiên vẫn còn, và vị đại Phạm Thiên đó có những cái ưu việt về về thiền định, về về tánh hạnh vân vân, thì họ nghĩ vị đó là Thượng Đế. Thì những cái chúng ta có thể nói rằng Bà La Môn giáo đó không có đơn giản là một người ngoại đạo, không có đơn giản là một người tà đạo, mà Bà La Môn giáo đó là một cái cơ sở rất là đa dạng, tế nhị, phong phú về mặt tính lý tôn giáo, cũng như là về mặt xã hội, nhiều phương diện, rất nhiều phương diện. Ngay cả một chuyện như vậy, là cái người ta nói là những câu chuyện mà nó mang cái tính thiên trúc, là những câu chuyện ngụ ngôn răng đời này nọ đó, mà chúng ta thường Phật tử thường đọc trong kinh Bổn Sanh, và những câu chuyện ngụ ngôn mà mình nghe ở ngoài dân gian cổ tích, thì thật ra cái kho tàng mà những ngụ ngôn lớn là kho tàng từ ngụ ngôn của thiên trúc của Ấn Độ. Và phần lớn chính những người Bà La Môn họ dùng những câu chuyện này để mà dạy dỗ con cái, để mà răn đời. Và họ có một cái nền học thuật và văn học á, nó song hành với nhau. Nó song hành về cả phương diện tôn giáo, văn học và ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ mà quý vị thường học ở trong lớp học này, như là tiếng Phạn chẳng hạn, thì thưa quý vị, thật ra chúng ta gọi Pali là Nam Phạn, Sanskrit Bắc Phạn không có đúng. Thật ra Nam Phạn, Bắc Phạn chỉ dựa trên Nam Tông và Bắc Tông, hay Nam Truyền, Bắc Truyền thôi. Chứ thời xa xưa, rất xa xưa đó, thì tiếng Sanskrit, rồi cái dòng Phạn ngữ đó, đi theo thời gian thì nó biến thành tiếng Makatha, mà sau này chúng ta gọi tiếng Pali. Rồi sau đó nữa nó biến thành gọi là tiếng Brahmi, như thời qua dục. Sau đó nữa thì nó biến thành một số chữ Devanagari, rồi ngày hôm nay chúng ta gọi tiếng Hindi. Thật ra nó là một dòng ngôn ngữ. Thì cái dòng ngôn ngữ tiếng Sanskrit á, lại là một dòng ngôn ngữ Ấn Âu, được gọi là, được các nhà ngôn ngữ học gọi là mẹ của các ngôn ngữ. Sanskrit là mẹ các ngôn ngữ, tại vì đó là một ngôn ngữ lớn chi phối toàn bộ cái ngôn ngữ của thế giới. Chúng ta nói là tiếng Sanskrit đã tìm thấy từ Á Châu sang Âu Châu, từ Ấn Độ sang Trung Hoa, có rất nhiều cái ảnh hưởng của chữ này. Như trong tiếng Việt Nam chúng ta có chữ chữ ma, hay chữ tỳ bà, hay là chữ đôi đũa, hay là nghề rầm, nó có bắt nguồn từ Sanskrit. Và bên Âu Châu quý vị nghe chữ due là con số 2,
hoặc là chữ đen thù từ chữ đen tát có trong tiếng Phạn chẳng hạn, thì cái ngôn ngữ Sanskrit gắn liền với Bà La Môn giáo, gắn liền với kinh điển Phệ Đà. Và chúng tôi nói rằng những người Bà La Môn giáo đó, họ là những người vừa mang cái màu sắc xã hội, nói theo nhân chủng học, mang cái màu sắc tôn giáo, khi mà chúng nói vào, chúng ta nói về cái tín ngưỡng của Phệ Đà, mang cái màu sắc của ngôn ngữ, của một nền ngôn ngữ học, mà cái ngôn ngữ học đó là ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Thật ra chúng ta đừng bao giờ xem thường thời hợp về điểm này. Thì thưa quý vị, ngoài cái chữ mà Bàn Môn hay là chữ Bà La Môn, chúng ta còn có chữ Phạm Chí. Chúng tôi thường, nếu quý vị tạo để ý, chúng tôi thường dịch đó, là như Đức Phật Sĩ Khi gọi tôn giáo Apipu là người đệ nhất thiên văn là này Phạm Chí hãy đi, mà không gọi là này Bà La Môn. Thật ra bạn Phạm Chí và Bà La Môn là giống nhau, nhưng mà chữ Phạm Chí đó ở trong chữ Hán đó thì lại là một cái nghĩa nó rất là đẹp, và một nghĩa rất là đẹp để gọi một vị Bà La Môn, trong khi chữ Bà La Môn là nói chung. Chữ Bà La Môn đôi khi trong tiếng Việt Nam chúng ta lại mang cái nghĩa nó tiêu cực hơn. Thí dụ như người đã theo đạo Bà La Môn hay là ông Bà La Môn đến gặp Đức Phật thì chúng ta nghe như một người ngoại đạo, nhưng mà thật ra chữ Phạm Chí là một chữ tương đối khá đẹp ra trong nhiều trường hợp. Và cái chữ này cũng đụng đến điều mà Hòa Thượng Từ Siêu có đề cập đó, là Đức Phật Ngài có dùng cái chữ Bà La Môn để chỉ cho những cái vị thanh tu, những vị tịnh tu, những vị có đắc chứng, những vị có cái có một cái trình độ tâm thuật rất là cao. Là ví dụ như Đức Phật Ngài bảo ông Bà La Môn đến có vẻ là kiêu căng, kiêu hãnh, cao ngạo dưới Đức Phật, và nói cho Đức Phật Ngài có hiểu là người Bà La Môn là thế nào không, thì Đức Phật định nghĩa Bà La Môn theo Ngài, theo Ngài là cái vị mà đã từ bỏ những cái sở hành bất thiện, sống với một nội tâm không có phẫn nộ, không có hiềm hận, vân vân. Thì ở đây Đức Phật Ngài có định nghĩa chữ Bà La Môn theo cái nghĩa nguyên nguyên, tức là một bậc tịnh nhân, là một người trong sạch, là một vị Phạm Chí đúng nghĩa, lại là một người có đời sống tinh thần cao. Thật ra đó là ngôn ngữ của thế gian, Đức Phật Ngài xài như vậy. Chúng tôi nhớ rằng bên Thiên Chúa Giáo thì họ đến Việt Nam á, ngày xưa đó họ có những ngày kiên. Ngày kiên tức là họ tin rằng có một cái gọi là thánh thể, tức là khi họ ăn bánh thánh hay này đó thì cái đó là cái máu thịt của Chúa Giêsu. Thành ra họ có những ngày kiên là không ăn thịt. Dạ, ngày kiên ăn thịt, tức là họ được ăn cá nhưng không ăn thịt thôi. Thì về sau này họ thấy cái chữ mà có cái chữ nó gần gần giống như bên Đạo Phật mà họ xài được gọi là ngày chay. Thành ra quý vị đừng ngạc nhiên là về sau này người Thiên Chúa họ cũng có ngày chay, nhưng mà ngày chay trong họ nó khác với ngày chay của Phật giáo. Mặc dù chữ đó là họ lấy từ trong Phật giáo, mà cái chữ chay đó nó âm từ chữ trai, và chữ trai đó nó cũng là một ý niệm từ Ubosa của tiếng Phạn mà ra. Thật ra khi mà quý Phật tử mà bắt đầu mà tìm hiểu vào cái đạo Bà La Môn thì chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng về phương diện tư tưởng, về phương diện ngôn ngữ và nhiều phương diện khác đó, thì nó lan tỏa khắp nơi. Và có một học giả, ông bà Rich David, nói rằng một cái người học Phật nghiêm túc đó, là không thể không hiểu về cái khái niệm của Bà La Môn giáo. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta chỉ hiểu Bà La Môn người ngoại đạo không, chưa hiểu, chúng ta chưa hiểu hết đâu. Chúng ta rất cần để hiểu cái chữ Bà La Môn hay là Bà La Môn giáo ở trong cái mức độ có những điểm tương đồng và những điểm gì biệt với Phật giáo, thì nhờ như vậy chúng ta sẽ hiểu sáng và hiểu rõ hơn về Đạo Phật. Thưa quý vị, như lời của Hòa Thượng Từ Siêu đó, thì trong cái phẩm này đó, và phẩm này thì chúng ta đặc biệt đề cập đến các vị Bà La Môn, và chúng tôi nghĩ rằng nó là một dịp tốt, dịp tốt để chúng ta dành thời giờ đào sâu vào một cái ý nghĩa mà theo chúng tôi là nó lại rất là cần thiết khi mà mình nghiên cứu vào Tam Tạng Kinh Điển, rất là cần thiết để chúng ta nghiên cứu
đi sâu vào những cái điểm đồng vị. Và chúng ta thấy rằng ngay cả một điểm, có nhiều người họ nói rằng Đức Phật cũng là người theo đạo Bà La Môn, nhưng Bà La Môn cải cách. Bà La Môn cải cách. Và khi chúng ta đọc vào trong phẩm này thì chúng ta cũng thấy rất nhiều vị Bà La Môn chánh thống, những vị Bà La Môn đúng nghĩa lại đến quy y với Đức Phật và trở thành một người Phật tử, không còn mang cái tánh lý Bà La Môn giáo nữa. Thì trong lúc mà những học giả Tây Phương cho rằng Đức Phật là một người Bà La Môn cải cách, theo đạo Bà La Môn mà cải cách cũng tức là cũng Hindu, còn Phật giáo thì rõ ràng là chúng ta phần lớn là đối lập với Hindu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tất cả những giá trị của Bà La Môn giáo đều phủ nhận hết. Có nhiều giá trị Bà La Môn giáo vẫn được vẫn được gìn giữ ở trong nền văn hóa Phật giáo. Chúng ta sẽ đi sâu vào điểm này. Nhưng mà để trước khi chúng tôi trở lại nói tiếp tục bài này, thì thấy khóa Thượng Tọa Tuệ Quyền vào trong lớp học, xin được hỏi không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền trả lời cho một câu thảo luận. Rồi, dạ vâng. Thượng Tọa Tuệ Quyền, nói về tôn giáo thì chúng ta thấy rõ rằng là khi người ta chống nhau thì ta hay nói những điểm khác biệt. Nhưng mà khi người ta muốn nhất là gần nhau thì ta nói những điểm tương đối giống nhau. Thì theo Thượng Tọa Tuệ Quyền, khi mà chúng ta là người Phật tử, có cần thiết để thấy được sự khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo không? Xin kính thưa Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ Thưa Đại chúng được nghe rõ. Dạ quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo Pháp và chúng ta đến nhau. Sư Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Thân, trong hình ảnh Đức Trư Trí, Đức Tự Đức cùng chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, đứng trên cái nhìn của chính con thì phải nhìn khác rất là. Bởi vì nhiều khi á, chúng nó đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng làm cho con, cũng dạy con người tốt đẹp, chứ đạo nào dạy xấu. Nhớ thì cái bình diện chúng ta cho một cái giống như vậy. Nhưng ở đây, cái tốt của họ nó có một phương hướng khác. Và cái tốt của Phật Pháp ở Phật giáo nó có một phương hướng khác. Cho nên bảo chúng ta thôi coi như là cứ làm đi thì chúng ta không chấp nhận được. Có thể chúng ta ban phát, có thể chúng ta cúng dường, cũng như thời xưa Đức Phật như vậy, cho ngoại giáo, nhưng chúng ta không có có theo chủ trương của chính họ. Nhiều người cũng vậy. Nhiều lần có một số người Phật tử can gián đừng có theo đạo, đừng có lấy vợ đạo ở bên đạo, cũng vẫn lấy, nhưng biết chắc chắn rằng đến một lúc rồi sẽ không có phù hợp nữa. Nó là như thế, chứ đừng nói chi mà nó đạo nào đạo ai nấy giữ, đạo ai nấy gìn này nữa, rồi theo đạo nào cũng là đạo tốt, nói cái miệng yêu thương, nói cái miệng mà nó đồng đẳng như vậy để mà chúng ta có một cái mục đích gì đó. Chứ sự thật ra cái phương hướng của Phật Pháp, con người chuyển mê khai ngộ, chứ không có cố thủ bám chấp vào một thần linh, một thượng đế, một thượng đế để mà ban phước, để mà giáng họa cho ta, hay là trở về với thượng đế đó, vân vân. Thì hoàn toàn cái điều đó, cảnh giới đó Đức Phật nó không có, và điều đó không có đúng. Cho nên có phải nói rằng là giữa khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo rất là lớn, rất là xa. Vì một hướng là tôn thờ về đa thần và chủ trương bái thần sùng thần, còn cái chủ trương của Đức Phật là chủ trương tự ngã của mỗi người, tự thân của mỗi người phải biết đứng lên, không nhờ vả, không van xin, không nhờ ai gì cả, mà tự mình giác ngộ, tự mình phải đi trên con đường giác ngộ đó, tự mình phải bỏ cái công phu, bỏ cái thời gian, bỏ cái điều kiện ra để chúng ta tu trì. Thì không ai có thể
tu cho ai, không ai có thể giúp cho ai được trong công cuộc đoạn khổ dọn diệt khổ. Từ mỗi con người phải cất bước ra đi, mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy cái con đường đó. Cho nên nó rất là khác một cái ý niệm, và nó rất là khác ở một cái phương hướng và cái tâm lý, cũng như là cái ý chí hành động, rất khác nhau, không thể nào mà chúng ta hòa đồng được. Không thể hòa đồng, đây là khẳng định như vậy. Nhưng chuyện mà chúng ta đi đến, hay hoặc họ đi đến chúng ta, thì cái chuyện tái bắt mặt mừng nói chuyện, hoặc là có cái sự đàm thoại, có một cái sự giao lưu, thì là một chuyện bình thường và tốt đẹp. Con cũng quen các cha nhiều lắm, với các sơ. Con đi tới chỗ phòng của các cha chơi, rồi các cha cũng đi tới chỗ của con để chơi, nhưng điều mà hoàn toàn không có đụng chạm gì hết. Thì con ví dụ như vậy đó, thì thí dụ như cũng vậy, có một sự giao lưu, có một cái sự qua lại, hiểu biết như vậy thôi rồi là đủ rồi. Cũng vậy, người Phật tử chúng ta cũng phải hiện hiểu như vậy. Đừng có phải mà chúng ta nghĩ rằng thôi để chúng ta nghiên cứu, để chúng ta học kệ cũng sao, rồi như thế này thế nọ, là chúng ta bị cái gì, bị xu hướng, hay là không có vững tâm. Khi mà chúng ta có thể ngã xô bất cứ lúc nào. Và thường có biết là ngày hôm nay ấy, có một số đạo giáo như ở bên Tinh Lành đó, họ đem tiền đem bạc đến để họ chiêu dụ ngay các Phật tử cũng như luôn. Yếu là đi là ngã, là khi mà chết hay khi mà bệnh, họ đem cái điều kiện tốt đến để mà ban phát cho người. Rồi từ đó có cái ân đó, từ đó có nghĩa đó, và họ tiến vào vân vân, thì rất là nhiều điều kiện. Nhưng trong đời này tất cả do cái duyên mà chúng ta đến đến với Phật, và có thể theo Phật hay là bỏ Phật, bỏ cái duyên lành đó, là do chính tự chúng ta đã tạo một cái sự cách ly, cái sự cách xa rồi. Cho nên vì vậy, đối với cái nhìn của chúng con, thì người Phật tử nên biết về sự khác biệt, rất là khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn. Xin nhắc lại là về phương hướng, về cứu cánh và về ý nghĩa của nó. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thể đồng nhất được, chúng ta không thể hòa tan, hòa hợp với nhau trên con đường tu tập, trên con đường hiểu biết. Chắc chắn rằng là khác, rất khác. Dạ, con xin có vài lời như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì cứ cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú, kính thưa Chư Tổ Thượng Quyền, với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi không có muốn quý Phật tử lạc đề, nhưng mà có lẽ nhưng đề tài này hôm nay chúng ta nói là nói một số điểm tổng quát để tạo ra sự so sánh, để tạo ra một sự cân nhắc. Khi mà chúng ta đi vào thuật ngữ Bà La Môn, điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là trên một phương diện nào đó, đó thì Đạo Bà La Môn đã có những bậc chân tu và có một số các cái sự chứng đắc. Mà những sự chứng đắc này có giá trị, cũng có giá trị tương tự trong Phật giáo. Thí dụ như là mặc dù Bà La Môn không có thiền quán, không có thiền tứ niệm xứ, nhưng Bà La Môn có thiền chỉ. Và ngay cả khi Đức Phật ra đời đó, thì đã có những thời đó như là đạo sĩ Asita, đạo sĩ đến cô tướng với Đức Phật, thì lại là bị chứng tới thiền phi tưởng phi tưởng. Và đạo sĩ Uttaka Ramaputta chứng thiền phi tưởng phi tưởng. Đạo cả đạo sĩ Alarak Kalama cũng chứng thiền vô sở hữu, là hai thiền thiền vô sắc rất cao, rất cao. Và những vị này mà Đức Phật Ngài đã từng gặp, một vị gặp khi mà Ngài còn nhỏ, Ngài không, lúc mới sanh được ba ngày,
nhưng mà có vị ngày gặp sau khi ngày xuất gia rồi gặp hai vị đạo sĩ sau này được. Và rồi chẳng những vậy mà trong kho tàng kinh điển và luận môn giáo đó có đề cập đến 32 đại trượng phu tướng. Theo bản sớ giải thì chính những vị thánh A La Hán ở cõi trời Ngũ Tịnh Cư đã xuống để đưa những điều này vào trong cái bị bằng một thần lực nào đó đưa vào trong cái kinh điển Bà La Môn, để các vị đã biết thế nào là cái tướng đại nhân mà trong kinh Lakkhana Sutta, cái tướng kinh đó, thì Đức Phật ngài cũng xác nhận, dạ, ngài cũng xác nhận đó là đại trượng phu tướng như là được ghi trong kinh điển Vệ Đà. Mà những điều này là cao siêu chứ không phải là tầm thường. Chỉ có điều là những vị Bà La Môn chỉ biết coi tướng, nhưng mà những vị Bà La Môn không có biết được là một người có tướng như vậy đó thì có những cái do có những cái tướng như vậy đó, vì nó có những cái đặc điểm nào, đặc điểm đây thì chúng ta là ưu điểm đó, và do cái phước nào mà có những cái tướng cách mà cao quý như vậy, thì mình phải đạt không có ghi, nhưng mà 32 tướng trượng phu đều có ghi rõ, như là màu da hay là lưỡi rộng hay là lỗ tai dài, cái trái tai dài chẳng hạn. Rồi thưa quý vị, như ngày Ubosatha, dạ, tức là ngày trai giới đó, thì trước khi Đức Phật ra đời, người Bà La Môn đã có ngày trai giới, dạ, tức là họ cũng biết cái hành trì về trai giới và ngũ giới chắc nó vốn dĩ là đã được biết là trước khi Đức Phật ra đời. Chúng ta nhớ câu chuyện là khi Hoàng hậu Maya mà biết mình mang thai thì Hoàng thượng Maya thường thực hành trai giới và gìn giữ ngũ giới rất là tốt. Những trai giới là không có gần gũi vô tình phạm được. Ở đây thì mình hiểu rằng có một số cái thực hành của người Bà La Môn giáo được Đức Phật ngài nhìn nhận đó là tốt, và ngài cũng dạy cho cái đệ tử thực hành theo. Chúng ta cũng nên lưu ý là về phương diện ngôn ngữ. Về chuyện ngôn ngữ, khi Đức Phật ngài thuyết giảng đó, thì cũng nhờ vào Bà La Môn giáo tồn tại rất lâu ở xã hội Ấn Độ, nên nền văn minh Ấn Độ đã có một số, đã có một cái trữ lượng về ngôn ngữ rất là đáng kể về tinh thần. Và khi Đức Phật ngài ra đời, nếu chúng ta đọc lại một kinh Chuyển Pháp Luân, khi Đức Phật gặp lại năm vị đạo sĩ Kiều Thịnh Như, thì ngài thuyết rất là ngắn gọn. Ngài thuyết là đây là trung đạo, từ bỏ lời giữ bước khổ hạnh, rồi trung đạo đó là thánh đạo tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và ngài bắt đầu ngài giảng về tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thì những cái khái niệm này đó chúng ta nghe như là thuật ngữ chuyên môn, thuật ngữ rất là chuyên môn, như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, vân. Nhưng mà trong phạm ngữ đó, thì lại là một ngôn từ cao, một ngôn từ chính xác, nhưng mà Đức Phật ngài nói ra thì hiểu liền. Và đặc biệt là chỉ vài ngày sau đó thì Đức Phật giảng về vô ngã tướng, vô ngã tướng kinh. Bài kinh này đã đưa cả năm vị từ thánh hữu học sanh chứng qua A La Hán hoàn toàn đó. Thì trong bài kinh vô ngã này, nếu chúng ta đọc cho kỹ thì Đức Phật ngài không có định nghĩa thế nào sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nhưng mà chiếu Phật ngài nói rupa khandha, vedana khandha, sanya khandha, sankhara khandha, vijnana sankhandha, thì lập tức các vị hiểu liền. Dạ, các vị hiểu thế nào sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, mà không cần phải dài dòng định nghĩa. Ngày hôm nay mà nếu chúng ta đi đường mà kéo một người vào để hỏi tưởng quẩn là gì, có nhiều khi người ta hỏi nhà sư chúng ta phải định nghĩa dông dài nữa. Nhưng người Ấn Độ nói là tưởng quẩn thọ hiểu liền. Thì điều đó cho chúng ta thấy được rằng chính Bà La Môn giáo đã sản sinh ra một cái trữ lượng ngôn ngữ về đạo học rất lớn. Cái trữ lượng này nó giúp ích rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều trong sự truyền bá Phật Pháp. Nếu mà chúng ta
làm một cái so sánh rất gượng gạo về Đức Phật và Chúa Giêsu, thì chúng ta phải nói rằng Đức Phật ngày ra đời, bản thân ngài là một vị hoàng tử sống những năm tháng trong cung vàng địa ngục, và ngài đã làm một cuộc xuất gia rất là vĩ đại, trở thành một đạo sư, và ngài sống tới 80 tuổi. Điều này rất khác hẳn với Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ một đêm đông lạnh lẽo, và ở trong một xã hội mà thưa vị không có văn minh về, không có nhiều văn minh về về tôn giáo, về ngôn ngữ như là xã hội Ấn Độ. Và Đức Phật, nếu mà ngài ra đời ở tại một quốc độ mà cái ngôn ngữ quá nghèo nàn, thì chúng tôi thưa rằng không thể nào mà đủ để chuyên chở một cái nền Phật học lớn. Vì nào có học Phật Pháp, đặc biệt là học Thắng Pháp, thì quý vị hiểu rằng sử dụng rất nhiều ngôn ngữ. Và đôi khi chúng tôi phải thưa quý vị rằng mình dịch thời đại bây giờ với ngôn ngữ bây giờ mà mình phải cân nhắc rất là nhiều. Tại vì khi mà chúng ta đề cập đến 25 thế kỷ về trước, 2500 năm về trước, thì nước Anh chưa có, thì có lấy cái gì gọi là tiếng Anh? Tiếng Anh chưa có. Cái vùng đất mà chúng ta gọi là Alaman, bây giờ là Đức, nó vẫn còn là một vùng đất của bộ lạc, những bộ lạc sơ khai và mọi rợ. Và vậy mà ở tại Ấn Độ đã có nền ngôn ngữ, nền văn minh. Nền văn minh đó có chữ viết, nền văn minh đó đã có một nền ngữ pháp rất là tinh vi. Mà cho đến chúng ta ngày hôm nay học thì chúng ta cũng phải cân nhắc rất nhiều để chuyển dịch sang Việt ngữ. Với cái sự tinh tế của ngôn ngữ này, chúng ta nói sơ sơ một chuyện thôi. Quý vị thấy rằng chúng ta nói về 52 thuộc tính của tâm là ví dụ như là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, bây giờ si vô tàm bốn phi phóng vật, tham tà kiến ngã mạng sân tật lận hối hỗn trọng thủy miên hoại nghi tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xa vân. Những chữ đó là có nhiều khi ta nói người Việt Nam nghe cũng điếc con rái, chúng ta nói điếc con rái tức là nghe nó lụp lỗ tai, nghe không, nhưng mà rất là quen thuộc với Ấn Độ. Đức Thế Tôn ngôn ngữ đó nói thẳng, nói trực tiếp, thì ta phải hiểu rằng cái ngôn ngữ mà rất là bác học của chúng ta, nó đã là một thứ ngôn ngữ rất là đại chúng của người Ấn Độ, cái dạy rất là thâm sâu, rất là ảo diệu ở Phật Pháp. Những quốc độ rất là hùng cường quân sự, đa dạng về chính trị, kể cả một nước Cộng hòa Dân chủ Đại nghị như là xứ Quá Chi. Và thời đó đó, thưa quý vị, mà chúng ta đã được biết là như là vương quốc Kiều Tát La, Cô Sá La hay vương quốc Ma Kiệt Đà đó, thì đã có những cái bậc mà từng chứng thiền rất cao, nhưng rất cao từ đến tiền phi tưởng nữa, chứ không phải đơn giản. Nên chúng tôi muốn nói những điều này để quý vị Phật tử thấy rằng chúng ta không có nên nói đến bà là môn giáo mình đó, cái đó là bàn môn tả đạo, cái đó là đạo là tà đạo, đó là ngoại đạo, đó là đạo không ra gì. Thật ra thì nghĩ như vậy rất là chủ quan. Bà là môn giáo là một cái hệ thống tín ngưỡng rất là tinh tế đến nỗi mà thứ vị họ chứa đựng những điều mà ngay chỗ trong học cũng đã đề cập, như chúng tôi nói về bom hai đầy nhân tướng, hay là kinh Phệ Đà có đề cập đến những môn về toán học, về thiên văn, về chú thuật, nhiều thứ. Phải nói rằng trong ngoại trừ Phật giáo ra thì một cái tôn giáo mà có cái kho tàng kinh điển đồ sộ về lương văn phẩm thì phải nói đó là Bà La Môn giáo. Những bản thánh thiên như là Bhagavad Gita hay là Mahabharata, Upanishad thì ngày nay vẫn là những cái tuyệt tác của nhân loại, mặc dù người ta sử dụng thuần túy về tôn giáo là những bản ca vịnh để ca ngợi Thượng Đế, nhưng mà riêng về mặt ngữ pháp, về mặt âm tiết, về mặt tứ thơ,
về nhiều thứ thì không thể phủ nhận đó là những tuyệt tác, những tác phẩm vĩ đại. Và khi mình đọc một kho tàng kinh điển Phật giáo, đôi khi mình thấy quả thật là tư tưởng mênh mông, một kho tàng của ngôn ngữ, bao nhiêu cái phương pháp lý luận. Điều này thì chúng ta phải hiểu rằng không thể nào trên cơ sở một cái nền văn hóa nghèo nàn, trong một cái xã hội mà kém phát triển, ở trong một cái nền văn hóa không đa dạng, mà một cái nền đạo học giàu có phong phú như là Phật giáo có thể sản sinh ra được, có thể tồn tại được. Và rõ ràng khi mà chúng ta nói đến một cái nền văn hóa phong phú như vậy thì ở đó chúng ta phải nói Bà La Môn giáo. Chúng ta phải phủ nhận. Nếu mà chúng ta phủ nhận thì có vẻ như là chúng ta rất là chủ quan. Do vậy hôm nay chúng ta khởi đầu phẩm Bà La Môn thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ nên cẩn trọng. Nên cẩn trọng và nên có cái nghiêm túc trong việc nghiên cứu, hơn là chúng ta đánh giá hơi hợt là những người Bà La Môn và những người tà đạo, những người ngoại đạo không, mà họ có nhiều cái điểm rất là tinh tế và rất là cần thiết để chúng ta hiểu. Thưa quý vị, xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay về chữ Bà La Môn. Kỳ tới này chúng ta trong cái lớp Tứ Ưng Bộ vào thứ ba đó, thì chúng ta không có đi vào trong cái bài kinh liệt, mà chúng ta phải thêm một chữ nữa. Và chữ này lại là một cái chữ rất là phổ thông trong Phật giáo, mà lại rất là tế nhị, đó chữ A-la-hán. Thì hồi nãy mà Thượng Tọa Sư có đề cập đó là trong cái phẩm Bà La Môn này có hai tiểu phẩm. Một là tiểu phẩm A-la-hán, hai là tiểu phẩm cư sĩ. Thì chúng ta sẽ phải bỏ thêm một ngày nữa để học về chữ A-la-hán. Chúng tôi rất là sợ là khi mà mình học đó, mình nói sơ sơ qua rồi mai mốt chúng ta lại có những cái ngộ nhận đáng tiếc. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Bali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Thời Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giờ. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy cô thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm xa cầu